Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh đồ câu Phi Nguyễn nha anh em. Hôm nay em lên cho em kỳ mới nha. Cái kỳ này kỳ 293 nè. Kỳ 293 anh em ơi. Thì hôm nay lô cận lô máy đẹp đẹp không anh em? Đó, hôm nay em soạn được mớ máy ngang nè, máy ngang, máy lua nè, với máy cô đái này nè. Đó, với ba cái máy mini ha. Nói chung là hàng đẹp đẹp không à. Nè, hai cái máy Korea Hàn Quốc nè, ba cái máy Trung Quốc nè. Rồi mấy con mà xe nhỏ 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 nè. Đó. Con này cù hởm nè, ế nè, hôm nay lên giảm giá cho anh em ha. Đó, hai con này ế nè. Đó. Nào ế nó ế nè. Rồi, cần hôm nay thì mới về được mới cần mét mốt này anh em. Hởm nha, cái mấy cần này nè anh em ủng hộ nhiều lắm. Nó mấy cần mét mốt anh em nhớ không? Anh em là theo dõi clip em mấy clip trước anh em biết à. Rồi, mấy cái cặp cần đẹp đẹp không à. Đó, hôm nay đặc biệt ha, có một cây đai hoa này anh em. Cây đai hoa này, cây đai hoa ngon. Đó, cây đai hoa cuối cùng nè, với cây cặp cần Coca-Cola nè. Đó. Nói chung hôm nay hàng đẹp đẹp không nha. Rồi thì số điện thoại chốt đơn anh em nha anh em. Là đồ câu Phi Nguyễn. Zalo con số điện thoại em để trên góc này nè, góc trái màn hình này anh em. Zalo con số điện thoại là 0779674320. Kỳ video kỳ 293 em để đây. Là anh em mua hàng anh em sẽ nhắn là kỳ 293 và mã số anh em chọn nha. Thì phí ship hôm nay á là toàn bộ lô hàng này em sẽ bao ship cho anh em hết nha. Rồi, thì vô mã số đầu tiên cho anh em luôn. Cái mã đầu tiên là em lên cho anh em ba máy nha, combo ba máy ngang nè, ba máy này đẹp đẹp không anh em. Rồi em sẽ vô từng máy cho anh em nè. Con máy đầu tiên là con máy này, là con máy của hãng Alpha Taco anh em. Đó, Wakasaki ha. Đó, Wakasaki Mini nè, Alpha Taco. Rồi, máy là máy tay phải anh em ơi. Đó, máy là máy tay phải nè, chốt chặn nè. Máy chạy ngon lành. Đó, hai chiều nè, ok nha nè, nó có ba chế độ đó, này là có tiếng kêu hai chiều nè, cái này là một chiều chốt chặn nè, rồi máy đẹp, máy rất đẹp luôn ha. Rồi tới con máy số 2, con máy này là con máy của hãng để em coi coi, Minitron đây nè, Minitron MT106, đó, rồi máy cũng chạy ngon lành luôn anh em ơi, đây, đó ngon lành anh em, chốt chặn nè. Đó, hai chiều tiếng kêu nè, hai chiều không tiếng kêu nè. Đó, mỗi máy nó sẽ có ba chế độ cho anh em đó. Rồi, máy cũng đẹp cực kỳ luôn ha. Mấy cái máy hôm nay em soạn đẹp đẹp không anh em? Đó. Con này là một con máy của Daiwa anh em, Daiwa Silino 11. Rồi, một con Daiwa Silin nha. Rồi, con này hoạt động đây anh em, nó cũng nhẹ mượt luôn nha. Chốt chặn nè. Nó cũng ba chế độ luôn. Đó, hai chiều tiếng kêu nè, hoặc xuống là hai chiều không tiếng kêu. Ok nha nè, ok, ba con này ngon á. Rồi, ba con này cho anh em nè, mã số là mã số 1 nha. Ba con này hôm kia em bán ba con kia là nó sẽ có trầy cho nên em bán 200. Ba con này nó đẹp thì em bán cho anh em giá 250 nha anh em. 250 nha anh em ơi, mã số 1 nè. 250.000 cho anh em nha. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là con máy cô lua nè, máy cô lua tay phải nha, máy ngang anh em. Con này là máy ngang tay phải nha. Con này là hàng Shimano Made in Malaysia cho anh em nè. Đó, Shimano Made in Malaysia cho anh em nha. Một con Shimano. Con này là Shimano Bat One anh em, Shimano Bat One XT. Máy chạy 3 bạc đạn cho anh em nè. Đó, máy chạy 3 bạc đạn cho anh em ha. Rồi. Để em coi có thông số gì nữa không em báo cho anh em luôn. Rồi ok anh em, nó chỉ có vậy thôi. Con máy này máy lua tay phải. Rồi, máy hoạt động cho anh em đây. Rồi, ngon lành anh em, nhẹ mượt ha. Nút này nút điều chỉnh cái quay mượt, quay che quay ấy nè. Điều chỉnh khối trong đây nè anh em. Đó, điều chỉnh ngon lành ha. Nút bên đây cũng có một nút hay nè, một nút bên đây luôn. Đó, anh em về anh em điều chỉnh dây anh em quăng ra ha. Rồi có nút xả bobin nè anh em. Đó, anh em siết bobin lại nè. Đó, siết là nó cứng nha. Anh em xảo bên xả như máy đứng nha anh em. Cái nút ngôi sao nè. Cái nút ngôi sao là anh em sẽ xảo pin nè. Đó, ví dụ như anh em đang nè, con cá nó ăn vô xảo pin nè. Đó, anh em thấy không? Anh em xả càng ra thì nó càng nhẹ thôi. Như máy đứng của mình thôi anh em. Đó, có nút xả luôn ha. Rồi, cái lửa cước đây nè. Cái lửa cước ngon lành nè. Rồi, ok ha. Nút xả gần xả cước đây. Ngon lành. Đó, anh em chỉnh cho nó nhẹ thì nó xả nhẹ cho anh em thôi. Đó. Ngon lành anh em. Shimano Mach 1 nha.
Cho anh em chú ý là máy tay phải nha anh em, máy tay phải cho anh em nha. Rồi một con máy Shimano nè. Ngoại hình đây anh em. Hình khá là ok ha, xanh là xanh này là xanh ngọc anh em. Đó, màu xanh quý phái anh em. Màu xanh quý phái cho anh em luôn. Cái nút này cái nút gì đây nè, để em tháo ra thử coi. Tháo ra thử cho anh em coi ha. Cái nút này em nghĩ là cái nút mà để chỉnh cái thôi, tháo ra không được anh em ơi, dặn như loại nha. Đó, mình biết có tháo ra được là được anh em. Đó, anh em nào ngành máy ngang thì biết có tháo ra được là ok. Nút em nghĩ châm dầu vô đây quá, châm dầu quá nè. Rồi Shimano Bách Quan, con này mã số là mã số 2 nha anh em, mã 2. Đó, lừa cước con lành. Mã 2 em bán cho anh em mã này giá là 300.000 bao ship cho anh em nha. Mã 2 giá 300 nè. Mã 2 giá 300.000 cho anh em. Tiếp theo mã 3 nè. Mã 3 em lên cho một con máy ngang nè, máy ngang thì cũng Shimano luôn, con máy tay phải nè. Máy tay phải. Đó, con này để hư đồng hồ nè, anh em làm chỉnh đồng hồ chỉnh còn không hơi khỏi xài đồng hồ anh em ơi. Đó. Rồi ok nha, con Shimano này để em coi coi. Super nè, super ship nha. Con này Shimano hàng là Malaysia luôn nè. Made in Malaysia luôn. Đó, 2000XH. Rồi, con máy cho anh em câu đáy nè. Anh em nhìn cái dây là anh em quảng hồn luôn. Em nhìn cái dây nó vô này nè. Không biết nó câu cái con cá gì mà nó vô cái dây này nè. Thối thần luôn anh em, cái dây này nếu mà theo size dây với tầm khoảng 0.90 anh em. Nó bự lắm luôn, y như cọng dây mà anh em mà cọng dây này nó bự hơn cọng dây mà mình gào chuồng gà đó anh em. Bự lắm, không biết nó câu cái gì mà nó vô dây khủng khiếp luôn. Rồi, máy chạy ngon lành anh em. Đó, máy chạy ngon lành, con này có xả nha anh em, có xả nha. Đó, có xả nè, có xả cho anh em nè. Đó, anh em câu dính cá bự bự quá, anh em xả ra như mấy đứng mình thôi. Rồi, xả gân xả cước ngon lành đây. Rồi, xả gân xả cước thì ngon lành. Shimano. Nút lừa cước đây nè. Đó, cái nút lừa cước anh em chạy ngon lành nha. Đó, anh em thấy không? Máy quay nhẹ mượt lắm nè. Đó, máy quay nhẹ mượt. Bên đây cũng có nút tháo nè, y chang máy kia luôn. Còn cái này là anh em chỉnh dây nhẹ nặng nè. Đó, ok ha, đầy đủ chức năng hết anh em. Ta quay Shimano luôn. Rồi, ok nè. Nó hư cái đồng hồ ha, anh em nào mà không xài đồng hồ khỏi chỉnh, để về câu luôn. Còn Shimano SLS Malaysia. Rồi, con này mã số nè, mã số này mã 3 giá 250 ngàn nha. Mã 3 giá 250 ngàn cho anh em nha. Mã 3 con này Shimano giá 250 nè. Rồi tiếp theo mã 4 nè. Mã 4 là lên cho anh em con Daiwa Viking nha. Đây anh em, Daiwa Viking GS80 nha. Đó, anh em nào sưu tầm dòng qua đây qua thì anh em chơi con này. Rồi, nói chung là nó mượt đó nè. Đó, anh em thấy cái trong không? Đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh. Ký hiệu mã số trong nè, 56048 nè. Đó, anh em nhìn cái bộ nhông sinh dĩa của nó anh em thấy hết hồn không? Cái này bạc đạn rồi nè, bạc đạn với nhông rồi đó, nó nhông sinh dĩa cho nó dễ, nó dễ nè. Chúng ta là nhông sinh dĩa rồi chống nè. Đó. Rồi ok nè. Máy hình còn đẹp lắm anh em. Đó, thích hợp cho anh em sưu tầm nè. Con này á là cước số 10 anh em vô 240 nè. Sẽ vô nhiều cước dữ luôn anh em. Cước số 10 vô 240, cước số 8 anh em vô 300m nha, cước số 7 anh em vô là 350. Cước số 6 anh em vô 400m, cước số 5 anh em vô 480 nè. Đó, ok ha. Rồi, máy chạy đi anh em, con này anh em đổi tay trái phải được đó nè. Anh em mà muốn quay tay trái tay phải anh em quay được hết à. Đây, một chiều chốt chặn đây. Từ để em coi cái một chiều chốt chặn nó nằm đâu cái đây. Nút on off đây. Như gắn cái này vô không có gì khớp anh em. Đợi một xíu nha. Rồi ok anh em ơi. Nãy gắn nó không nghe khớp anh em. Đây. Chốt chặn ok ha. Đó.
Rồi nút này, nút xả dây này anh em. Anh em nhấn cái nút bút nè. Đó, nhấn vô là xả. Đó, ok. Nhấn vô là xả dây cho anh em ha. Đó, nhấn vô là mình xả dây ra. Rồi cái con Daiwa Viking này á, anh em sẽ đổi tay trái phải được. Ví dụ á, giờ anh nói như vậy cho dễ hiểu ha. Anh em muốn quay cái tay trái anh em, hiện tại là đang quay tay phải nè. Đó, hiện tại đang quay tay phải cho mình nè. Mình muốn quay tay trái á, mình đổi góc này nè anh em. Con ốc này là hai con ốc trên ốc dưới đúng không? Mình đổi con ốc dưới này qua bên ốc trên này, lấy con ốc trên này mình gắn qua con ốc dưới. Đó. Là anh em sẽ bật qua kia luôn, là nó sẽ quay tay trái, còn anh em thay tháo cái gạt này anh em, tháo cái lừa này nè. Đó, mình đưa qua đây ha. Nè, nó có ba ngóc cho mình nè. Em thấy rõ ba ngóc không? Một con ngóc ha, hai ngóc với ba ngóc. Mình sẽ tháo cái lừa này nè, mình gắn qua bên hai con ốc này. Đó là mình sẽ quay được tay trái nha anh em. Đó. Anh em nào nếu không đổi được á thì anh em mua, anh em có mua mã này anh em nhắn em là em sẽ đổi tay cho anh em. Còn anh em nào gành rồi thì anh em lấy luôn ha. Đó. Rồi ok anh em ơi. Máy ngon. Quá hình đẹp. Hàng sưu tầm cho anh em, đây qua vai kia. Rất là đẹp. Hầu như là còn mới luôn anh em. Rồi, Daiwa Viking ha, GS80. Con này mã số là mã số 4 anh em, mã số 4. Mã số 4 con này em để cho anh em giá là 600 ngàn nha. Mã 4 giá 600 anh em. Một con máy full kim loại luôn. Đó, kim loại hết à. Daiwa Viking này full kim loại hết. Đổi tay trái phải được nha anh em. Mã 4 giá 600 cho anh em nè. Tiếp theo mã 5 anh em. Mã 5 này. Mã 5 lên cho em cặp máy Korea Hàn Quốc nha. Cặp này cũng còn đẹp luôn. Hôm nay mấy máy đẹp đẹp không anh em. Đó, Korea Hàn Quốc. Rồi em lên từng máy cho anh em nha. Cái con này là một con 1990 nè. 1900 nè. Long Store anh em. Con máy in Korea nha. Korea Hàn Quốc. Đó, lăn cước ok cho anh em ha. Rồi, thông số đây. Cước 2 anh em vô 150 nè. Cước 3 anh em sử dụng 100m. Cước 4 anh em vô 70 nha. Thân cối là carbon fiber cho anh em. Đó, carbon fiber cho anh em nha. Máy chạy ok ngon lành. Một chiều tiếng kêu chốt chặn tốt. Gạt ngon này nè. Mua pin đây. Pin sống gà tốt nha. Đó. Hai chiều nên bật nút dưới nha. Một chiều hai chiều bật nút dưới. Rồi xe máy 2000 nè anh em. Đó, anh em đi câu tôm câu cá mè rồi ha. Câu tôm câu mè rồi nè. Ngon. Tải cá là phải 2 kg 2,5 kg quay đầu là ngon nè. Đó, dành cho anh em thích chơi xe nhỏ gọn nha, xe 2000. Rồi, con này con là con King anh em. Con này là một con King nha, VF30, Gato máy 3.8 nè, một con máy King. Rồi cước 2 anh em vô 150, cước 3 anh em 100m luôn nha, cước 4 anh em vô 80, máy in Korea Hàn Quốc luôn. Đó, thì cái con này size nó cũng tương đương 2000 cho anh em luôn, cặp này size 2000 cho anh em ha. Rồi, máy quay thì ok, nhẹ mượt, mô pin đây, sống với gà tốt nè, lăn cước thì ok cho anh em nha. Rồi, thân cấu carbon fiber cho anh em luôn, ta quay kim loại nha. Máy chạy ngon lành. Hai chiều cho anh em bật nút dưới nha, bật ốp xuống. Rồi, máy chạy ok nha nè. Gạt cước ngon lành. Đó, ngoại hình nó chạy chỗ này sơ sơ chỗ này thôi. Đó, chỗ này nè nè, còn lại ok hết. Rồi, hai con máy size 2000 của Made in Korea. Cặp này mã số là mã số 5 anh em, mã số 5. Mã số 5 thì cặp này em để cho anh em giá là 300 ngàn nha, 300 bao ship chứ nè, mã 5. Mã 5 giá 300 bao ship thêm hai cái máy Korea Hàn Quốc. Tiếp theo mã 6. Mã 6 lên cho em 3 máy hàng, 3 máy Trung Quốc đây. Đó, 3 máy Trung Quốc nha. 3 máy Trung Quốc. Rồi. Ba con này hôm nay sẽ lớn lớn nè, tầm 3 4 ngàn không à. Rồi em lên từng mã cho anh em nha. Cái mã đầu tiên là lên cho em con này. Đó. China đây anh em. China 3716. Rồi con này con hãng Alpha Taco đây. Alpha Taco con này xe 3000 anh em. Xe 3000 hãng Alpha nha. Cước số 3 anh em vô 150m nè, cước số 2 anh em vô 180 nha. Gato máy là 5.0. Mua pin sống với gà tốt cho anh em nè. Mấy con này có là có nhựa nha anh em, có là có nhựa nha. Gạt cước ngon nè. Đó, lăn ok cho anh em ha. Có là có nhựa cho anh em. Rồi, máy chạy đây. Máy chạy nhẹ mượt ha, máy chạy nhẹ mượt cho anh em. Ta quay là ta quay gặp nè. Hai chiều hoặc nút dưới nha nè. Xe máy tương đương 3.000 cho nè. Xe máy là 3.000 cho mình nha nè. Rồi một con máy xe 3.000, con đầu tiên hãng Alpha Taco. Rồi tới con số 2 đi.
Con số 2 cũng là một con máy made in China này, có là có nhựa. Con này con GS50, con này size nó tương đương có chạy bạc đạn nữa. Con này size tương đương nó tầm cước cước số 3 anh em Dương 150, cước số 4 anh em Dương 110, con này size máy cũng tầm 3.000 cho anh em luôn. Rồi, máy cũng chạy nhẹ một cho anh em ha. Mô bin sống rất là tốt. Lăn cước ok cho anh em nè. Rồi, máy con này ngoại hình nó có trầy nè anh em, con này có trầy nha, nhưng mà hoạt động thì ok. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được hết cho anh em. Đó, ta quay đổi phải trái đổi phải được hết cho mình luôn. Gato này tầm 5 chấm cho anh em nha. Hai con. Cái con số 3 đây, con này cũng made in China luôn. Cối cũng là cối nhựa cho mình luôn, gato máy 4.3 nè. Con này cước số 2 anh em 140 nha, cước số 3 anh em sẽ vô 100 m. Con này xe máy là 2.000 cho anh em. Đó, hai con 3.000, một con 2.000, máy hoạt động cực kỳ nhẹ mượt không à. Rồi, ok nha. Anh em thấy nó quay không? Rất là mượt ha. Mô bin đây. Con này hình đẹp nha anh em, con này hình còn đẹp. Đó, con này hình đẹp. Ba máy 280 anh em. Ba máy này 280.000 cho anh em. Ba máy này 280, mã số này là mã số 6. Ba máy này 280. Đó, ba máy này 280 anh em chú ý kỹ màn hình nha, hai con này nó hơi xấu nè, con này đẹp. Rồi, hoạt động thì ok hết, mã số là mã số 6280. Tiếp theo mã 7 nè. Mã 7 em lên cho em một con Ryobi nè. Con Ryobi Carbonate anh em, Ryobi Carbonate 2, con này gato máy là 3.9 nè, carbon nha anh em. Con này carbon nha. Ryobi Taiwan, lăn cước cực kỳ đẹp nha. Trên nắp có cái chữ Ryobi. Mô bin sống rất là tốt nè. Thân cối carbon cho mình, ta quay là ta quay kim loại nha. Con Ryobi máy Taiwan, anh em nhìn có quay những mượt nè. Con này cực kỳ mượt luôn. Thông số của máy anh em. Cước số 4 anh em sẽ vô 150 nè. Cước số 3 anh em sẽ vô 200 và cước số 2 anh em vô 300 m nha. Con này xe máy tương đương là 4.000 cho mình nha anh em, 4.000 cho mình nha. Đó, anh em mà bị câu lăn xê, câu lô đồ, không mấy con này anh em câu được. Câu ngâm xong anh em câu được luôn. Tải cá tầm 4kg nó ok, 4kg, 5kg ok. Xảo pin bắt hơn anh em, xảo pin anh em có thể bắt hơn đó. Rồi, máy ngoại hình đẹp anh em. Con máy ngoại hình đẹp cho mình nha. Con máy ngoại hình đẹp cho mình. Chốt chặn đây nè. Rồi, máy chạy ngon lành, hai chiều cho mình đây. Đó, máy ngoài ngon lắm nha nè. Rồi, gato máy 3.9, một con máy size 4.000, máy của hãng Ryobi, made in Taiwan. Hàng Đài Loan đó nè, hàng Đài Loan xuất Nhật của mình á. 250.000 mã số, con này mã số là mã số 7 nha nè. Mã số 7 giá 250.000. Ta quay đổi trái đổi phải được mã 7 giá 250.000. Tiếp theo mã 8 nè. Đây, mã 8 em lên cho em một con máy đuôi chuột nha. Con này con của hãng Olympic anh em. Máy có chạy bạc đạn nè. Con này là con Carbo Runner 700RD nha. Máy của hãng Olympic nè anh em. Olympic đây. Con này là máy in Korea Hàn Quốc nha anh em. Máy in Korea. Con này cước số 4 là vô 75m. Cước số 3 anh em vô 110. Và cước số 2 anh em vô là 165m. Con này xe 2.000. Lăn cước thì đẹp cho anh em nha. Nút quên mở cấu cho mình đây. Đó. Một con máy đuôi chuột xe 2.000. Made in Korea Hàn Quốc. Máy chạy rất là ngon, mượt luôn nè. Chốt chặn tốt nè. Ngon lành như nè. Hai chiều cho mình đây. Rồi anh em xả một pin xả đuôi chuột giùm em nha. Nè, anh em xả ra nè. Đó, anh em xả ra là ok nhẹ nha. Siết vô nè. Siết cứng vô ha, siết cứng như kìa. Đó, siết cứng nó sẽ cứng cho mình ha, càng cứng nó càng cứng thôi. Siết càng cứng nó càng cứng hơn em. Rồi ok anh em. Một con máy Olympic xe máy 2.000. Máy chạy ngon, nhẹ mượt. Màn hình còn tương đối là đẹp cho mình luôn. Rồi con máy thì gato để em đo, nó không có để gato cho mình anh em. 1 2 3 4 5. Con này gato máy tương đương tầm 5.1 5.2 nha, gato cao cho mình, xe máy 2.000, máy đuôi chuột. Một con máy của hãng Olympic made in Korea. Con này giá tôi bán cho anh em là mã số, là mã số 8 giá 250 luôn nè. 250.000 mã 8. Tiếp theo mã 9 nè. Mã 9 lên trên một con Ryobi nha.
Ruby Synod anh em. Con này mà in da băng cho mình nè. Trên nắp coi có chữ Ruby. Lăn cước thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Con Ruby này là thông số anh em, cước ga tô máy 5.2 anh em, máy chạy bạc đạn nha. Cước số 1.5 mình vô 130 nè, cước số 2 mình vô 100m và cước số 3 mình vô là 65m. Con máy này xe máy là tương đương 1.000 cho mình nha anh em, 1.000 nha. Gạt cước ngon nè. Mobin. Mobin ngon lành. Ngoại hình có trầy chỗ này nè, chốc sơn chỗ này nha anh em. Chốc sơn chỗ này luôn. Chốc sơn chỗ này luôn. Ta quay chốc sơn luôn. Nói chung đó là anh em nhìn tổng thể ngoại hình con máy còn khá là sáng. Đó anh em nhìn tổng thể ngoại hình con máy nè, nó còn sáng, nó chỉ bị chốc sơn mấy chỗ đó thôi. Đó, nhìn chung vô nó còn sáng lắm. Máy chạy thì nhẹ mượt nha anh em. Máy chạy thì nhẹ mượt cho mình. Chốt chặn tốt cho mình đây. Đó. Rồi, có là có carbon pha, thân con này là thân carbon pha mình cho mình luôn nè anh em. Đó, cốt trong là cốt kim loại ta quay nha, ta quay cốt trong cốt kim loại. Con riêu biếm zin da băng anh em, máy chạy nhẹ mượt xe 1.000, dành cho anh em đi câu tôm, câu mực, câu mè rồi anh em. Đó anh em đi câu ISO rồi. Đó hành cái giò cái nâu rồi anh em, cái cháp rồi ha. Rồi, ngon lành anh em ơi. Rồi xem tổng thể của hình máy lên lần nữa giúp em nha. Mã số con này là mã số 9 giá 280 nè. Mã 9 giá 280. Mã 9 giá là 280. Tiếp theo mã 10 nè. Mã 10 em lên trên một con máy của hãng Daiwa. Daiwa đây. Máy chạy bạc đạn nha. Daiwa Long Sprinter T750B carbon nha. Rồi mắt in da băng cho mình nè anh em. Con máy này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Nắp có cái chữ đây qua cho mình nè. Em nhìn con máy. Chỗ này nó bị xước, mà xước rất là nhẹ anh em, nhẹ lắm. Đó. Nhìn thấy không? Cực kỳ đẹp ha. Máy chạy bạc đạn cho mình nữa nè. Rồi, ta quay gặp. Mua pin đi nè. Mua pin sống với gà tốt nha. Lăn cước đẹp cho anh em nè. Rồi, thông số nè. Con này thông số của nó là cước số 2 mình sẽ vô 200m, cước số 3 mình vô 150 và cước số 4 mình vô 100m nha. Con này xe máy là xe 3.000 cho mình anh em. Rồi, thích hợp cho anh em là câu lua nè. Đó, con này thích hợp cho anh em câu lua mà thích nhẹ ha, tại vì con này thân có nó carbon nhẹ hiều à. Đó, cho anh em đi câu lua, anh em đi câu mực, câu tôm, câu mè rồi anh em. Nói chung con này anh em bắt cá tầm 3-4kg anh em bắt khỏe luôn á. Máy quay thì rất là nhẹ mượt cho mình nha nè. Hai chiều cho mình nè. Máy này ngoại hình nó tầm khoảng 95% cho mình ha, nó chạy rất là nhỏ cái chỗ này thôi, còn lại là ngoại hình còn đẹp hết. Đây qua mà chạy bạc đạn đầy đủ cho mình, đây qua hàng Nhật nha. Rồi ga tô con máy này anh em, chắc con này tầm khoảng 4.1, 2, 3, 3.5, 4 chấm, con này tầm 3.9 nè, tầm 3.9 cho mình nha. Rồi 400.000 anh em, 400.000 con này mã số là mã số 10 nha. Mã 10 giá 400 cho mình nha anh em, mã 10 giá 400 nè. Tiếp theo 11 anh em. Để em dời camera lên tí. 11. Đây, cũng là một con Daiwa luôn em, con đây này Daiwa này đã Daiwa Super Sprinter anh em, ST900B carbon luôn. Da băng nè anh em, con này cũng có da băng nha. Đó, Daiwa máy chạy bạc đạn luôn anh em. Thân cối carbon nha, tao quay kim loại cho anh em nha anh em. Máy chạy cực kỳ mượt luôn nha anh em. Rồi, cho anh em câu lăn xê đi câu ngâm rồi nè. Đó, con này nó câu lăn xê được nha, câu đi câu ngâm được anh em. Lăn cước đẹp cho anh em nè. Ok ha. Con này thông số anh em ơi. Cước số 4 mình sẽ vô 190m, cước số 5 mình sẽ vô 150 và cước số 6 mình vô 120. Con máy đây qua này sai máy là 5.000. Cái chỗ này không phải bị chạy nữa nè. Cái chỗ này nó gì nó bên bển nó bán nó dán giá gì đó anh em. Nó nè, mình gá cho nè. Đó, kỳ gá cho nè. Anh em thấy không? Đó, cái này là không phải nó chạy đâu. Con máy này hình cũng còn đẹp lắm đó anh em. Anh em thấy còn sáng trưng à. Nè, có chỗ này chạy nè anh em, chỗ này chạy nè. Đó. Thân cối carbon tao quay kim loại xe máy 5.000, máy chạy nè anh em. Rồi anh em câu lăn xê, anh em câu ngâm xong ha. Con này anh em tải cá tầm 4-5kg là anh em tải khỏe luôn.
cũng 5 kg là khỏe luôn. Sở Win bắt vô tư nha anh em nào, nói chung là càng gần thì càng bắt cá bự thôi. Nói chung là em báo là anh em báo anh em mới tập câu á, tầm khoảng 4-5 kg con này nên kiểu khỏe, kéo khỏe anh em ơi. Rồi ta quay gặp hai chiều cho mình đây nè, một chiều ta quay đổ trái đổ phải được nè, hình đẹp luôn. Con này giá 400.000 cho mình luôn nè, 400 cho mình luôn nha. Mã này mã số là mã số 11, giá 400. Đó, 400.000 con máy size 5.000, thân cỏ carbon cho anh em thích nhẹ nè. Anh em là một lua lóc anh em chú ý nè, nếu mà con này đi câu lua lóc câu vẫn được, tại vì nó nhẹ, nó không có nặng cho mình. Đi lua lóc mà lua lóc tầm khoảng 3-4 kg anh em lên lấy mấy con máy này nó cho nó lực anh em. Đó, anh em mà thích lua lóc, lua lóc 4-5 kg lấy con máy này lực. Rồi ok, tiếp theo con này mã 11 của anh em giá 400, 11 giá 400. Tiếp theo mã 12 nè. Rồi 12 lên cho em một con máy này, con máy Made in Japan nè. Con này con Diamond anh em. Đó, con Diamond ha. Con Diamond này cũng còn đẹp luôn anh em. Con này bên này Diamond No 202 Macon anh em. Rồi, mô hình đẹp lắm. Anh em nào mà có sưu tầm với dòng Diamond nè thì anh em lấy mấy con này về, rồi nó còn đẹp, mình sưu tầm nó có giá trị hơn. Máy chạy cực kỳ nhẹ mượt cho anh em ha. Đó, nút buôn mở cối, dầu cối đây, xả của pin đây nè, xiết của pin xiết dưới lưu chuột luôn. Cái dòng Diamond này nè, nếu mà anh em xiết cứng nó sẽ còn ga nhẹ nhẹ. Cái con này á thì cái tiếng lưỡi gà nó không có nha anh em, nó không có tiếng lưỡi gà nè, nhưng mà đảm bảo anh em nó không có mất lưỡi gà. Anh em nào mà anh em về gà cái dòng đuôi chuột này về tháo ra làm lưỡi gà cái một. Rồi một con Diamond nha, xả pin xả ok. Anh em siết chú ý nè, anh em siết cứng vô nó sẽ còn một nó anh em dặn tầm khoảng lực kéo nó tầm khoảng chắc khởi 4 kg là nó sẽ chạy pin nhẹ vậy. Anh em chú ý nha, gạt ngon nè, lăn cước đẹp cho anh em. Cái con máy này có chế độ gập gập cái cước lại nha, anh em kéo qua nè, thấy chị thấy cái mũi tên này nè, đó mũi tên anh em kéo qua đó, nó sẽ ship gọn cái gạt cước cho mình luôn. Rồi cái con máy thì ta quay xí cốt luôn nó, anh em nào câu xong gặp lại luôn, nó gọn khô luôn nè, nó gọn khô luôn ha. Ta quay xí cốt nó, anh em bung lên thì tự gầy cho mình thôi. Đó, ta quay xí cốt nè. Rồi anh em là muốn đổi ta quay á, thì tháo con ốc bảo vệ này ra, nó con ốc chụp bảo vệ nha, chụp qua đây bảo vệ bên đây lại. Rồi nè, ghen nè, đưa vô dặn lại là câu thôi, rất là dễ dàng luôn. Cái ta quay siết cốt này có một ưu điểm anh em, là anh em càng quay nó sẽ càng siết vô cho mình đó, ưu điểm nó là vậy. Rồi con máy này ga tô máy đây anh em, ga tô máy là 5.2 nha. Con máy này size máy là tương đương là 2.000 cho mình nè, 2.000 cho mình nha, size máy tương đương 2.000. Rồi ok, cấu con này có carbon anh em, thân là thân kim loại nha, thân con này thân kim loại. Để em thử coi, con em nghĩ con này là kim loại, kim loại nè, con này kim loại ha, kim loại thân con này thân kim loại nè. Rồi có kim loại, thân kim loại, tao quay kim loại cho mình. Xe máy là tương đương 2.000 một con Diamond của hàng Nhật nè, Diamond của Nhật. Rồi con mã này mã số anh em, mã số là mã số 12 nha, 12 cho mình. 12 em bán cho anh em con này giá là, thôi để cho anh em giá 400 luôn đi, 400 luôn đi, tại vì nó bị cái mô pin này anh em, cái pin xả được mà nó không có tiếng kêu nè. Đó, lấy về cho anh em làm cái tiếng kêu lại. Nói chung con máy này đẹp lắm. Mã này mã số là mã số 12 giá 400.000 cho anh em nha, 12 giá 400.000 cho mình nè. Rồi tiếp theo mã 13. 13 là lên trên một con Utega. Đây, con này là con Utega anh em. Utega này, Utega XT2000 hãng Shimano. Hàng này hàng Made in Japan nè. Đây, Japan đây anh em, Utega XT ha, Japan. Xe máy 2000, cước 2 anh em sẽ vô 150, cước 3 anh em vô 100m nha. Đó, xe máy là 2000. Con này là lăn cước đồng thao sáng đẹp nè. 2000, cối là cối đẹp nha. Có con này đẹp, phía trên nó có ốp trồng thao nè,
Đó, giúp cho anh em gai dây chân chu hơn ha. Rồi, máy chạy cho mình đây nè, cực kỳ nhẹ mượt nha. Thì 2.000 anh em là cước số 2 mình sẽ vô 150 m. Máy có hãng Shimano. Hai chiều cho mình, anh em bật ở dưới nha. Đó, máy bật đạn đầy đủ hết cho anh em nha. Con này 342 khoảng chừng 3 bật đạn anh em, con này chắc 3 bật đạn á. Rồi, một con Shimano cấu là cấu kim loại nè, thân là thân carbon nhé, tao với kim loại. Anh em nào có chơi dòng Shimano Utiga này gọi thì anh em biết. Hàng cao cấp của Shimano hồi xưa đó nè. Đời cổ là hàng cao cấp đó, nói với thằng Bill Master rồi đó anh em. Đó, mấy con đó hồi xưa là đỉnh. Shimano Vector, Shimano Utiga, đó, Shimano xưa nói chung là xì teo la đầu chuỗi ga đó nè, teo la đầu ga sau này đó. Rồi ga tô máy là 5.2 anh em, ga tô máy 5.2, con máy này có trầy anh em, anh em chú ý nha, nó chạy dầm 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 thôi, tổng thể màn hình còn sáng, khá là sáng đó. Đó, tao quay máy là tao quay gập nè, núm tao quay núm gỗ cho mình nữa, ABS đầy đủ đó. Xe máy 2.000. Rồi con này mã số là mã số 13 nha, 13 bán cho em con này giá 600 ngàn nè, 600 nha, 13 giá 600 cho em, 13 giá 600. Rồi tiếp theo 14 nè, 14 14 lên cho em con này là một con máy của hãng Olympic đây, Olympic nha, con này là Olympic da băng, lăn cước và lăn đá sứ cho em nè, nó lăn cước và lăn đá sứ, cái có tay thỏ là tay thỏ kim loại nè, tay thỏ là tay thỏ kim loại cho em ha, máy full kim loại cho anh em, máy là máy full kim loại, cái chỗ này cái chỗ nó đôn đôn cấu này nè, để tháo qua cho anh em coi thử, nó đôn cấu chỗ này nè, đó, đó có cái đôn cấu ha, phía trong thì đẹp thôi nè, đó, phía trong đây đẹp ha, có phía ngoài nè, phía ngoài nó bị muốn ăn nhưng mà em đi vệ sinh rồi, cái em vệ sinh cái muối ăn được rồi, anh em gờ vô rất là mịn tay, nó không có ăn dây cho mình luôn anh em. Cái này em mài rất là kỹ rồi, nó không có hai dây cho anh em đâu. Đó, cái này là cái đồn cối ha, để xíu em gắn vô lại. Anh em về anh em xài thì em xài, không xài đồn cối thì tháo ra. Đó, này cho anh em đi câu biển, câu đáy, câu sâu nè. Đó, anh em câu nước sâu lấy cái này. Cái này là cước số 10, anh em sẽ vô 215 m, ga tô máy là 5.1 nha, ga tô cao cho mình nè. Đó, máy là nặng 670 g. Rồi, máy full kim loại. Rồi anh em mà muốn thay đổi tay quay á thì tháo ngóc này ra đổi tay quay, bật đạn có hết rồi nè, hai bên tay quay có bật đạn hết rồi. Con này nó bị xào nhẹ cho mình nha, nó bị xào nhẹ cho mình, nó khô dầu bật đạn nè, nó khô dầu bật đạn nha, nó bật đạn hiện vẫn còn chạy bình thường. Con máy thì ba bật đạn nè, ba bật đạn, ba bật đạn là hai bên tay quay có hai bật đạn nè, phía trục có một là ba, máy thì còn chạy nhẹ mượt anh em, bật đạn nó còn hoạt động á nhưng mà nó bị khô dầu thôi, khô dầu cho bật đạn thôi. Hai chiều cho mình nè, nói chung mấy con này vậy anh em câu còn bình thường à, tải chì tầm khoảng, nếu mà con này á, anh em tải chì tầm khoảng cách cỡ 600 g 700 g anh em tải phải ghe luôn á, tải nhẹ hiều luôn á, nguyên sống gà tốt. Rồi cho anh em câu đáy câu biển nè, con này size tương đương khoảng 14-15 ngàn anh em, khoảng 14 ngàn ha, con này chắc 14 ngàn á, con này size tầm 14 ngàn cơ mà, máy nặng 600 mấy g đó nè. Đó anh em chú ý nha, máy nặng 670 g nè, máy hãng Olympic, xả ship của pin bình thường nha, nó pin xả ship bình thường, ship cứng cho nó cứng thôi. Rồi con này 350 ngàn thôi nè, 350 ngàn thôi, mã này mã số 14 nha, 14 bán cho em 350 nè. Tiếp theo 15 anh em, 15 lên cho em con này là con Olympic đây, Olympic con này Olympic Power 100 nha, Olympic Power 100, con này hàng đời cổ cho mình nè. Máy chết tay phải nha em, máy chết tay phải Olympic da băng. Đó, anh em mình câu tay phải lấy con này câu. Về sưu tầm cũng được anh em. Lăn cước này anh em, lăn cước con này lăn cước và lăn cước kim loại luôn á. Con này con lăn kim loại luôn anh em. Con lăn kim loại luôn. Đó, cốt cho lực nha, có cốt cho lực cho mình, cốt to chà bá luôn. Con này anh em nào thuận tay phải lấy gì câu ngon lắm anh em. Đó, anh em nào thuận tay phải lấy gì câu ngon. Đó, nút on nút off nè anh em. Đó, rất là độc ha, máy full kim loại. Kim loại hết cho mình. Hàng đời cổ cho mình sưu tầm này nè. Đó, tao quay là tao quay ship cốt ha.
Rồi con này nó chạy nó cần khoảng hai mặt đạn anh em, bên tay quay này chắc có mặt đạn nè, với trục giữa có mặt đạn chắc tầm hai mặt đạn, máy chạy nhẹ mượt lắm anh em. Size máy con này size chắc tầm khoảng 13 ngàn anh em, 12 13 ngàn á. Con này nặng cũng khoảng 600 700 gram mà, con này nặng lắm, tại full kim loại mà. Cái dòng đời cổ càng nặng anh em. Con này nặng chắc khoảng 600 mấy 700 gram anh em. Đó, cho anh em câu cá lớn được. Con này câu cá lớn ngon lành anh em, tầm chục ký anh em kéo phải cảo khỏe thôi. Tầm chục ký là mình cảo khỏe luôn anh em. Rồi, máy ngon lành. Đây, nút on đây. Đó, nút off nè, nút off hai chiều nè, là nó off bên đây. Anh em bật on qua nó sẽ lúng cái nút off này ra. Đó. Nút này cũng khá là đặc biệt ha. Rồi, anh em nào mà chơi con này thì lấy cái chơi tay phải chơi ngon anh em. Con tay phải câu ngon nha. Rồi, con này giá bán cho anh em là 480 thôi. 480 ngàn con này. Mã này là mã số 15 anh em, 480 nha. 15 giá 480 cho mình nè. 15 giá 480 cho mình. Rồi, tiếp theo 16 anh em. 16 lên cho em con cối nông nha, con này còn đẹp lắm anh em. Đó, con này hàng đấu giá mới về nè. Đó, con này hàng đấu giá nó mới về nè. Nói chung lô đấu giá có mấy con máy kia đều đẹp không à. Mà em chưa có vệ sinh gì hết. Shimano anh em. Con này thì chiều cha cũng lấy cũng vệ sinh rồi nè. Đó, nó quay xíu cho anh em luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Con máy này con máy Shimano anh em, Shimano, con này Shimano Super Aero nha. Con này là siêu Shimano Super Aero anh em. Đó, con này máy chạy hai mặt đạn cho mình nè. Hai mặt đạn cho mình, ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn. Anh em thấy không? Hình rất là đẹp luôn anh em. Hàng máy in da băng cho mình nha anh em, máy in da băng nha. Đây anh em, carbon nha, nó làm bằng carbon anh em. Lăn cước thì ok đẹp. Shimano. Con này là để em coi cái thông số coi. Con này cối nông nha anh em, cối nông nguyên chất nha. Cước 1.5 anh em sẽ vô 200 m nè. Đó, cối siêu nông luôn. Cho anh em đi quấn bạch bãi, anh em quấn lăn xe biển đồ ngon. Máy chạy ngon lành anh em. Hai chiều cho mình đây. Đó, anh em là chơi cối nông thì chơi ha. Con này đẹp, quay ngon. Mô hình đẹp quay ngon. Ta quay đổ trái đổ phải được anh em, gạt cước nè. Em chú ý là cối không có xả win được nha em, cối là cối chết nha, cối chết nha, không xả win được nha. Rồi ngon lành. Gato máy là, để em coi gato để đâu, đây gato máy là 3.8 anh em, gato máy 3.8 nha, một con máy hạng Shimano, hàng da băng, một con cối nông, con này để cho anh em giá 500 nha. Con này mã số là mã số 16 giá 500 con này nè, 16 500 bao ship cho mình nè. Cho tôi máy 3.8, màu hình đẹp cực, ok ha. Rồi mã 16 giá 500 ngàn. Rồi tiếp theo mã 17 nè. Mã 17 á, thì cái cặp này là cặp cần 1m1 anh em. 1m1 rút gọn thu gọn tầm khoảng 30 cm nha. Đó, cái này thì em về đợt này có tầm khoảng 5-6 cặp gì đó anh em. Đó, 5-6 cặp thôi nha. Anh em nào mà anh em mà có chơi gần ngắn ngắn này á, hoặc là anh em bỏ tour cơ tôi anh em đi du lịch đó, thì anh em lấy anh em xài. Đây, khoen bát. Nói chung là cầu cần hầu như là còn mới luôn anh em, còn khoảng hơn 90% không à. Mấy cái cây này nè, em về khoảng chừng tầm chục cây thôi. Cái cặp này á thì nó như vậy nè nè. Đó. Phía trong thì nó có gần gần như nè. Rồi. Nên em dài có mét mốt rồi. Đó, dài có mét mốt anh em. Rồi, cái cần này thì độ cứng của nó anh em, độ cứng của nó tầm khoảng 20 cho mình ha, 20 cho mình. Cái này anh em tải chì tải mồi khoảng 40 gram, 50 gram ok luôn á. Đó, cần thì rất là đẹp. Hầu như còn đẹp đó nè, trên 90% cho mình. Rồi. 1m1, 1m1 cho mình nha anh em, 1m1. Thu gọn lại cho anh em. Đó, đặc biệt với cái cần này thì cần nào cũng có chụp đầu anh em. Cần nào cũng có nắp chụp này hết nha. Thu gọn lại cho mình nè. 20 xăng. Nó tầm khoảng 30 xăng cho mình thôi nè, nó tầm khoảng 30 xăng thôi nha. Đó, rất là mini luôn. 1m1 anh em, một cặp 250 ngàn bao ship cho anh em. Một cặp này 250 ngàn bao ship cho anh em, mã 17 nha. Đó. Tầm khoảng 5 cặp thôi nè, em có tầm khoảng 5 cặp thôi. Rồi anh em là nhanh tay thì lấy được mấy cặp này chơi, rất là ok. Giá là cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 250 ngàn hai cây nên được bao ship ha. 17 giá 250. Tiếp theo 18 cho anh em nè. Hai cây giống nhau cho mình nè anh em, hai cây này là cây hai cây si bắc 1m8 nha.
anh em tẩy tẩy cây anh em lua được nè. Đó, anh em lua từ 5 tới 20 gram ha. Cặp này cặp cần lua anh em. 5 tới 20 gram, lua máy đứng nha anh em, lua máy đứng nha. Em tẩy mồi 5 tới 20 gram nè, hai cây giống nhau nè, 1,8 m. Độ dày của cần là 5 lóng nha anh em, độ dày cần 5 lóng. 1,8 m cho anh em. Đây, cặp này vàng khoang cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em tải chì 5 gram tới 20 gram. Đó, độ dịu nó khá rất là dịu anh em. Cái cần này nếu mà theo, để em coi coi. Nó cứng tầm khoảng 15 cho anh em thôi nha. Cái này anh em búng mồi xa lắm, em nhìn nó dịu nè. Em thấy không? Rồi, cặp cặp cần lua cho anh em tải mồi tầm khoảng 20 tới 5 tới 20 gram. Đó. Độ cứng tương đương khoảng 15 cho mình. Cần thì đẹp anh em, cần đẹp vàng khoen ok. Đó, hai cây 1,8 m anh em, độ dày 1,8 m nha. Rồi, khoen bắt ok hết, sáng đẹp. 280.000 anh em, mã số 18, 208. Mã 18 giá 208 cho anh em nha, cặp này mã 18 giá 208. Tiếp theo mã 19 nè. 19 lên cho em cặp này, cặp mai ship nè. Cặp này hình như là 1,8 m luôn em. Bon cát ha. Bon cát 1,8 m. Hai cây. Vàng khoen đây. Cực kỳ đẹp luôn. Kháng siêu kháng chân luôn em. Hôm nay cần đẹp đẹp không à? Anh em nào mà thích cần đẹp lấy cây kỳ này thôi. Kỳ này không mua thì mua kỳ nào đấy nè. Đẹp 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 không à? Hai cái này giống nhau nha em. Hai cái này giống nhau. Đó, long liếc luôn nè. Thấy không? Ok hết nha. Đó. Ok nha nè. Cái độ cứng của nó, cặp này độ cứng cao nè, tầm 20 nha, 20 25 vậy đó. Đó, cặp này anh em tải chì này 50 50 60 gram ngon lành. Tải chì đến mồi 50 gram 60 gram ngon lành cho anh em. Rồi cặp này 1,8 m anh em. Dàn khoen này đẹp ha. Anh em chú ý dàn khoen đẹp nè. 1,8 m, hai cây, kẽn mút, hai cây giống nhau nè. Cặp này thu gọn cho mình là 20 40 tầm khoảng 45 xăng nha. 45 xăng cho mình nha. Rồi cặp này 208 cho em luôn nha. Mã số 19 với 208 nè. 1,8 m. Rồi tiếp theo mã 20. Cũng cần một cặp luôn em. Cũng vàng khoen cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, nói chung là cần mới về thì lựa cái nào đẹp quay trước cho em thôi. Cái nào xấu thì quay sau nha. Đó. Chứ đẹp mà thấy để nó đó không quay là chịu không nổi. Anh em chú ý nha, cặp cần 2,4 m. Rồi, anh em nào mà đi câu lăn xê rồi anh em, cái này anh em câu lăn xê rồi nha. Đó. Độ cứng cái này cứng cho tầm khoảng 20 á. Để em coi. Gờ gờ giống thấy nó cứng tầm 20 á nè. Độ cứng cặp này nó tương đương 15 thôi anh em, 15 thôi, không tới 20 anh em ơi. Nó cỡ cỡ như cặp cần lua hồi nãy anh em. Nó cỡ cỡ như cặp cần lua hồi nãy mà độ tải mồi tầm khoảng 6 tới 20 gram á. Thì cái cặp này độ cứng tương đương với cặp đó luôn. Đó. Cái này anh em đi câu lua, anh em đi câu tôm đồ ngon nha. Rồi ok, cặp cần 2,4 m, độ cứng 15 nè. Cái này lóng dài anh em, cái này lóng là lóng dài nha. Lóng dài cho mình. Đó, cần thì đẹp, đẹp, vàng khoen đẹp cực kỳ luôn. Rồi, anh em nhìn cái độ dịu của nó này nè. Đó, cần độ dịu ha. Đó, anh em thấy cái độ cần có độ dịu không? Rồi, ok cho mình nha nè. Rồi, cặp này thu gọn lại cho mình nè. Một ô gạch là 40, cái này nó hơn 2 ô xíu nè. 40, 80, 80 với kia 10 xăng là 90 xăng nha. Rồi, cặp cần này thu gọn cho anh em 90 xăng nè. Cực kỳ đẹp luôn. Cặp này bán cho anh em giá là 280 luôn. Đó, 280.000 luôn nè. Cặp này mã số là mã số 20. Giá 280.000 luôn. Tiếp theo 21 nè. 21 cặp này là cặp Bon Cutter nè. Bon Cutter nha. 2,7 m. Rồi, vàng khoen đẹp luôn. Đó, vàng khoen đẹp cho mình luôn nè. Ok ha. Nó không có bị ten xét anh em. Nó bị chóc sơn nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là ok. Rồi, một cặp cần. Anh em chú ý nè. Có một cây này á. Nó do nó vận chuyển về nó bị cọ. Anh em nó sẽ móp cái phần... cái này cái gì đây, cái câu cái shop anh em, cái shop nha, cái shop ấp cần á, xem móp cái này tự nhiên quên ngang luôn anh em. Cái shop ấp cần nha, nó bị đè quá, xem móp khúc này. Rồi, nói chung là ngoài về tổng thể nó ok thôi.
Rồi em vô cái phần lóng cho anh em nè. Đó, cái phần này lóng khá là ok nè. Đó. Cái khúc này là khúc đặc nè anh em, cái khúc này là khúc đặc nha, khúc màu trắng này nè. Đó. Quên, cặp này ngon lắm. Độ cứng cặp này ok lắm anh em ơi. Rồi độ cứng tầm 20 25 anh em. Rồi anh em nào mà câu cứng nè, anh em mà câu lăn xê, câu ngâm sông nè. Cặp này cứng ngon lắm anh em, tầm 20 25 á. Cái đọt nó đọt đặc quá mà. Nguyên khúc đặc. Vậy thì dài thòn luôn anh em. Rồi ok nha. Cặp này độ dài 2m7. Đó. Anh em nhìn nó đọt nè. Cứng lắm anh em. Đó, cứng lắm ha. Độ cứng là khoảng 20-25. Cái này anh em tải chì tới ngồi khoảng 70g, 80g cũng ok nữa. Rồi một cặp cần hết 7 anh em bon cutter nha. Thu gọn cho em cặp này. Một ô gạch là nó sẽ là 80 cm. Cái này 2 ô. 2 ô lú ra khúc đó khoảng chừng ô gạch 40. Nó tầm khoảng 1 mét anh em. Nó tầm khoảng 1 mét cho mình nha. Cái cặp này khoảng 1 mét cho mình. Rồi cặp này bán cho anh em giá là, cặp này thôi, cặp này em để cho anh em giá là 300.000 thôi. 300.000 cho anh em thôi. Đó. Nói chung là bán hữu nghị cho anh em thôi, 300.000 thôi. Anh em nào mà nhanh tay lấy được cặp này nha. Đó. Cái này là anh em là nhanh tay lấy được thôi. Mã số này là mã số 21 giá 300. Tiếp theo mã 22 nè. 22 là hai cây còn trong bao nè. Đó, Coca-Cola nè. Nó làm cái cần thiệt hết biết luôn anh em ơi. Cái Coca-Cola, Pepsi, Doraemon vậy đó. Làm cần với Nhật làm cần hiểu nổi luôn. Đó, anh em làm Coca-Cola ha. Đó. Mới có làm Pepsi rồi luôn anh em. Chứ Doraemon là có rồi nha anh em. Đó, chứ cần Doraemon là có rồi đó. Cần Doraemon nè anh em, cần Pikachu rồi là có rồi đó. Coca-Cola thì em mới gặp nè. Đó. Còn cái Coca-Cola này là mới gặp luôn, mới gặp lần đầu luôn. Cặp cần Coca-Cola anh em. Đó. Enjoy nha, Enjoy Coca-Cola còn nắp chụp luôn. Cặp cần thì đẹp lắm anh em, cặp cần thì đẹp lắm nha, dàn khoen cũng đẹp lắm. Rồi đây nè, Coca-Cola. Cái cặp cần này có độ dài cho nên là 1m65 nha, 1m65 nè, anh nhìn dàn khoen nè. Nó làm thấy chất lượng luôn nè. Khoen chất lượng không? Sáng chân luôn, cần này hầu như là 95% luôn, không có miếng sét nữa mà, còn trong bao luôn. Cái này chắc hàng trưng bày bển anh em. Đây. Cái này chắc hàng trưng bày bển á. Rồi cái cặp Coca-Cola này độ cứng. Cái độ cứng của nó tầm khoảng chắc có tầm khoảng độ cứng này chắc khoảng 15 anh em, 15 nha. Đó, cái này anh em tải chì tải mồi khoảng chừng chắc 40g anh em câu ok á. Cái này thích hợp cho anh em đi câu tôm nè. Đó, anh em đi câu lăn xê cá mè rồi tầm khoảng nửa ký, 1 kg rồi anh em. Đó. Khoảng 1 kg rồi, kilo quay đầu ha. Rồi. Anh em đi câu tôm, câu mực, câu mè được, câu mực được nha. Đó, nói chung là anh em câu cá gọn gọn thôi, tầm khoảng 1 ký, 1 rưỡi quay đầu lại anh em. Rồi, cặp cần này. Nhìn thấy nó mắc cừ. Thu gọn 20 40 tầm khoảng 42 43 cm cho mình nha anh em. Đó, nó làm khoảng 42 43 cm cho mình. Độ cứng là khoảng 15 hai cây này. Rồi, cặp này em bán cho anh em mã số 22 giá 300.000 nha. Cặp này giá 300 cho anh em luôn. Hầu như là còn mới luôn anh em. 22 giá 300 cho mình nè. Tiếp theo 23. 23 có một cây nữa còn trong bao luôn, cho nên là em tách lẻ em bán cho anh em luôn ha. Cặp này hình như nó cũng đây, cặp này 2m4 nữa anh em. 2m4 nè, cái cây này 2m4 nè. Đó, còn lại cái tiếng gì đâu không à, tiếng Nhật, tiếng gì nè, tiếng Trung Quốc gì nè. Để em coi coi. Thôi không hiểu đâu anh em. Cặp này 2m4 nha. Ủa cái cây anh em xin lỗi, cái cây này nha. Cái cây này 2m4. Đây cái dàn khoen của nó đây anh em. Đó, dàn khoen sáng nha. Cái cây này bể sứ rồi anh em ơi. Cái này bể khúc sứ đây rồi. Không phải bể sứ mà nó bể cái viền á. Cái này bán sát cho anh em nha. Anh em về anh em đổ keo cho nó cứng là anh em câu thôi. Cái này nó không hại dây, nó còn sứ trong này anh em.
Anh em thấy nó bể cái viền không? Đó, nó bể cái viền này nha. Rồi cái cây này thì nó nói chung là nó đẹp lắm anh em, nó đẹp lắm, nó bị bể cái khúc đó thôi. 2m4 độ cứng, cái này tầm 25 nha. Độ cứng 25, cây này khá là cứng. Anh em tải chị một khoảng 60 gram quay đầu ok đó. Đọt con đọt đặt nè. Cây này bán cho anh em 120 quay 120 bao ship cho anh em thôi. 120 thôi nha. Đó, bị bể cái khúc này ủ quá. Mình chú ý nha. Về anh em chích keo lại, anh em chích keo cho nó cứng cái này lại, đừng cho nó bể nữa là được. Mã số này là mã số 23 giá 100 nha. Ủa 120 nè, mã số 23 giá 120, xin lỗi nè. Mã số 23 giá 120 nha. Rồi, 23 giá 120 nè. Tiếp theo mã 24 nè. 24 là một cây đai hoa nè. Đó, một cây đai hoa, cái cây này là đai hoa BS nè anh em. Cái cây này á là nó nặng 65 gram. Nó thu gọn lên là 26 cm cho anh em nè. Độ dài của nó là 1 mét nha anh em. Độ dài 1 mét. Đó, độ dài 1 mét cho anh em nè. Độ cứng 5 nha, độ cứng 5 cho anh em nè. Độ cứng 5. Đó. Anh em thấy cái dở cái cần anh em hết hồn luôn. Mẫu mã nó độc lắm anh em. Anh em nhìn nè. Đây. Cái bát là bát gập anh em. Bát gập mà bát gập ở trên xuống nó mới ghê chứ. Thường thường cái bát gập anh em thấy kéo chi lên phải không? Đây. Đó, bắt gặp trên gặp xuống nè. Đó. Ừ, nó dưới nó kéo lên. Rồi cái bát là bát Fuji nha anh em. Đó, cái bát Fuji siết cho anh em nè. Bát Fuji. Đây cần của hãng đây qua đây. Nó nhẹ phiêu luôn anh em, cái cây này nó nhẹ phiêu luôn, nó nhẹ nhẹ lắm. Dàn khoen inox nè. Đó, cái dàn khoen inox cho anh em ha. Nói chung là cần hình như là chưa sử dụng luôn anh em, cần này cần trưng bày luôn á. Rồi. Cái đọt này nè. Đó, độ cứng nó 5 mà nè, độ cứng nó 5 mà. Nhìn đọt nè. Đó, độ cứng nó 5 mà ha. Cái đọt anh em vẽ giờ nhìn nè. Rồi, cần gan mét nè, mét nè. Độ dịu của nó nè. Đó, độ cứng nó 5 thôi nha anh em. Rồi cái này về không biết câu gì luôn anh em. Cái này là thật sự là em không biết đó. Cái này với đứa con tôm thôi, ở em là em ở miền Nam mà. Đó. Cho nên em cái này em chỉ liên tưởng đến câu tôm thôi. Đó, cái này đi câu tôm mà dở tôm càng xanh tầm khoảng 300 gram thôi thôi nó quý của nước còn nhảy xuống xuồng luôn em. Nhảy xuống xuồng bắt nó luôn nha. Đó, rồi tổng thể cho anh em vậy nha, độ cứng 5 nè, độ dài ra là 1m1, thu gọn cho anh em là 26 cm. Đó, cần này nặng chắc khoảng 100 gram thôi, không tới 100 gram nữa. Rồi ok nha anh em. Rồi cây này bán cho anh em giá 300 ngàn nha, 300 ngàn cây này. Đó, 300 ngàn cây này cho anh em. Cây đây qua, mã số này là mã số 24 giá 300 ngàn. Rồi kết thúc luôn anh em ơi. Tổng cộng là 24 mã số nha. Đó, anh em mua mã số nào anh em vui lòng liên hệ cho em là 0779. 0779 anh em. 67430 nha, đồ câu Phi Nguyễn nha anh em. Kỳ hôm nay là kỳ 293 nè. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau luôn nha anh em. Em bye bye anh em.